chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta đều biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nỗ lực cảm giác không thông minh. Một cú overhead, chính xác hơn là một cú húc tầm cao của Cao Việt Anh. Phạm Công Minh vẫn có thể phản công bằng một cú low kick rất nặng. Liên tiếp là những đòn đánh rất nặng của Phạm Công Minh. Cao Việt Anh đang di chuyển về phía khu vực chuẩn bị thượng đài với một chiếc mặt nạ rất đặc biệt. Cao Việt Anh đến từ Việt Nam Fight Club Hà Nội. Anh sinh năm 1993 và với chiều cao 1m67 và sải tay là 166cm. Thưa tất cả quý vị và các bạn, xét về tương quan chiều cao và độ dài sải tay thì chúng ta đang thấy Công Minh ở góc đài đỏ nhỉnh hơn. Nhưng ở lồng bát giác này, ở Lion Championship, mọi điều đều có thể diễn ra. Hãy cùng chờ đợi những tình huống tiếp theo của những hiệp thi đấu này. Và bây giờ hãy cùng đến với trọng tài đài. Xin giới thiệu trọng tài đài Hoàng Mạnh Tùng. Hai bạn chú ý, thi đấu đúng luật, nghe lệnh trọng tài. Khi ba điểm chạm và làm giữa đánh trỏ, không đánh sau gáy và sống lưng. Ok, chào các. Ta đang tới với một võ sĩ, một trận đấu của một võ sĩ có thể nói là đẳng cấp cao nhất ở bộ môn tán thủ với tấm huy chương bạc thế giới 2019. Phạm Công Minh ở góc đài đỏ, người 8 năm liền vô địch tán thủ quốc gia với 2 lần giành huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc. Trận đấu chênh lệch rất lớn về chiều cao. Với anh Đào Khánh Hà, chúng ta đã thấy là Công Minh thậm chí còn cao hơn cả lồng, cả thành lồng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không. Ở hạng B, với những võ sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta đều biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và cùng chờ xem là liệu Cao Việt Anh có thể tạo nên bất ngờ trước một võ sĩ cực kỳ nổi tiếng của tán thủ Việt Nam hay không. Có thể thấy Phạm Công Minh lên trần rất dễ dàng để với tới đầu của Cao Việt Anh. Và bây giờ võ sĩ từ Việt Nam Fight Club có lẽ chỉ còn cách lựa chọn là áp sát thật nhanh mà thôi. Rồi là cú đấm tốt từ dưới lên của Cao Việt Anh. Phạm Công Minh đã có phần nổi giận. Anh bắt đầu tung những cú vụt bằng chân phải tới Cao Việt Anh. Những cú đánh có thể khiến cho tinh thần của Cao Việt Anh tụt dốc ngay lập tức. Đây thực sự là cách biệt về đẳng cấp mang tầm thế giới. Rất nặng. Cú ba đề kích cực nặng vào mạng sườn của đối thủ tới từ Phạm Công Minh. Tôi đang chờ đợi liệu 1 phút 30 giây tới đây Cao Việt Anh sẽ làm gì. Cú giáp rất nhanh. Nỗ lực cảm giác không thành công. Một cú overhead, chính xác hơn là một cú húc tầm cao của Cao Việt Anh.
Phạm Công Minh vẫn có thể phản công bằng một cú low kick rất nặng. Liên tiếp là những đòn đánh rất nặng của Phạm Công Minh. Ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng với những tình huống va chạm từ ống chân của Công Minh với cơ thể của Việt Anh rất nặng. Chúng ta cần phải dành một lời khen ngợi cho Cao Việt Anh, võ sĩ có sự lì đòn, có sự lì lợm. Và lúc này, và trọng tài đang yêu cầu tạm dừng trận đấu để cho Cao Việt Anh có được sự chăm sóc từ y tế. Tôi tin là nhiệm vụ của trọng tài Hoàng Mạnh Tùng trong trận đấu này là rất căng thẳng. Đây không phải là nhận định các tình huống lỗi của võ sĩ, mà đúng hơn là phải bảo vệ được tình trạng an toàn của võ sĩ Cao Việt Anh sau những tình huống tấn công vừa rồi. Cực kỳ chênh lệch và không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào. Và trọng tài Hoàng Mạnh Tùng đã yêu cầu trận đấu kết thúc khi mà võ sĩ Cao Việt Anh không còn đủ điều kiện để thi đấu trên sàn đài cùng với Phạm Công Minh nữa. Một quyết định hợp lý từ trọng tài Hoàng Mạnh Tùng để bảo vệ cho sự an toàn về sức khỏe của Cao Việt Anh. Phút 57 giây. Trước khi mà chúng ta sẽ nói về kết quả của trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho Việt Anh ạ. Cảm ơn bạn đã đến với MMA Lion Championship. Và thưa tất cả quý vị, như vậy là quyết định cuối cùng, trọng tài đã cho dừng trận đấu và chúng ta cùng chúc mừng gấp đại đỏ Phạm Công Minh. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng. Nỗ lực của Cao Việt Anh là rất đáng khen. Và chúng ta có thể thấy đẳng cấp thực sự của Phạm Công Minh.